có mặt tại 56 Tuệ Tĩnh, thành phố Hưng Yên để review cho các bạn một món rất là hot bên cạnh trà chanh trong hè vừa rồi đấy, đó chính là món sữa chua trân châu cốt dừa. Tại thành phố Hưng Yên thì nếu mà các bạn muốn ăn một cốc sữa chua trân châu cốt dừa chuẩn vị thì các bạn hãy đến 56 Tuệ Tĩnh, quán Oanh Mít ở ngay mặt đường để thưởng thức món này nhá. Vậy thì hãy cùng mình thử xem là món này có gì đặc biệt mà các bạn trẻ Hưng Yên lại thích tới vậy. Xin mời. Hiện tại thì mình đã ở bên trong của cửa hàng. Thế các bạn đã thấy thì ở đây được trang trí và sắp đặt một cách rất là đơn giản. Bàn ghế thì là bàn ghế gỗ này, và những cái bức tranh treo tường để trang trí. Mình thấy ở đây khá là sạch sẽ này, đơn giản này. Thì cùng chờ xem là đồ ăn ở đây, sữa chua trân châu cốt dừa ở đây đặc biệt như thế nào nhé. Vậy là sau khi ra quầy order thì mình đã order được một cốc sữa chua trân châu cốt dừa như này. Mình cực kỳ ấn tượng với tốc độ ra đồ đây, bởi vì các bạn nhân viên ra đồ rất là nhanh, chỉ tầm 1 đến 2 phút thôi là các bạn đã có thể có một cốc trân châu cốt dừa ngay trước mặt mình như bây giờ. Thì giờ thì hãy cùng mình thử vị sữa chua này, cốt dừa và trân châu, xem vị của từng loại như thế nào nhé. Bây giờ thì mình sẽ thử cốt dừa trước nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đánh giá về độ ngọt của ly cốt dừa này. Thì nó có độ ngọt vừa phải, nó hơi ngọt hơn so với khẩu vị của mình một chút. Nhưng mà mình nghĩ là khi mà đổ cốt dừa và sữa chua thì nó sẽ cân bằng và vừa vị hơn. Còn về phần độ béo và mùi cốt dừa ở trong đây thì mình thấy vị cốt dừa thơm vừa phải, độ béo ngậy cũng vừa phải. Giờ thì mình sẽ thử thêm trân châu nhá. Mình thấy hạt trân châu ở đây khá là to, được cắt ra. Đây là trân châu được làm thủ công của quán bạn nhé. Và trân châu ở đây thì mình không cảm nhận được nhiều vị của cái trân châu này. Nhưng mà cái cảm nhận của mình khi mà ăn trân châu đó chính là nó dai, vừa phải, nó không bị mềm quá, cũng không bị cứng quá. Giờ thì mình thử xem sữa chua nhé. Sữa chua thì mình đã ăn thử rất là nhiều quán, khá là nhiều quán sữa chua trân châu cốt dừa Hà Nội rồi. Sữa chua ở đây khi mà các bạn nhân viên mang cốc ra thì mình thấy khá là đặc biệt, bởi vì nó không giống với những cái trân châu mà mình đã từng ăn ở Hà Nội hay là Hạ Long, mà nó hình như là trân châu là sữa chua thanh, xong thì các bạn cắt ra từng thành từng khúc một. Sữa chua ở đây rất là ngon. Khá giống cái hương vị mà hồi trước, hồi còn nhỏ ấy mà mình hay ăn những cái loại sữa chua được bán. Giờ thì mình sẽ thử món này nhá. Theo như mình được hướng dẫn thì mình sẽ đổ cốc cốt dừa và trân châu này vào trong sữa chua. Xong khi mình đã đổ cốt dừa và trân châu vào trong sữa chua thì mình được một cốc thành phẩm như thế này, một cốc rất là đầy các bạn ạ. Nếu mà là mình thì chắc là mình ăn một cốc sữa chua trân châu cốt dừa như thế này thì mình cũng đã có thể no rồi. Giờ thì mình sẽ trộn cho sữa chua trân châu và cốt dừa hòa cùng nhau và cùng thưởng thức món này nhá. Vậy là mình đã trộn đều cốc này rồi, giờ thì mình cùng thử vị của nó nhá. Rất là khác so với những cái cốc sữa chua trân châu cốt dừa mình đã từng ăn các bạn ạ. Vị sữa chua thì rất là thơm này, mát này. Cốt dừa thì bùi và ngậy vừa phải, mùi cốt dừa không bị quá là đồng. Ăn cùng trân châu thì rất là dẻo.
mình là một người khá là thích ăn trân châu, và cái trân châu này mình thực sự thấy vừa miệng, bởi vì nó không bị cứng quá nhưng mà nó cũng không bị nhũn quá. Như các bạn đã biết thì món sữa chua trân châu cốt dừa này có được xuất phát từ Hạ Long. Đây là đặc sản của Hạ Long, và mình bật mí với các bạn một điều, đó chính là quán sữa chua trân châu cốt dừa Quỳnh Mít ở 56 Tuệ Tĩnh này thì công thức này và nguyên liệu thì được nhập hoàn toàn từ Hạ Long này. Thế nên là nó có vị rất là chuẩn nhá. Chuẩn với công thức gốc ban đầu. Thế nên là hoàn toàn các bạn có thể yên tâm là thử một quán sữa chua trân châu cốt dừa ở Hưng Yên cũng có thể chuẩn vị gốc đặc sản ở Hạ Long đấy. Vậy là hôm nay mình đã cùng các bạn thử và review món sữa chua trân châu cốt dừa tại nặng số 56 Tuệ Tĩnh Hưng Yên. Ngay trên con đường Tuệ Tĩnh thì các bạn có thể thấy quán Oanh Mít ở ngay mặt đường và có một cái biển màu vàng rất là nổi bật. Nếu có một lần có cơ hội đến Hưng Yên thì các bạn hãy thử món sữa chua trân châu cốt dừa đặc sản truyền thống này nhé. Chắc chắn các bạn sẽ không phải thất vọng đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trải nghiệm của mình đến đây. Nhớ like, share và subscribe kênh đào tạo của Pha Chế của Barista Skill để những tập sau mình có thể review cho các bạn những món ăn ngon hơn, những đồ uống ngon hơn, hoặc là những mô hình quán thú vị và đặc biệt nhé. Cảm ơn các bạn.